Vâng, xin chào quý anh chị. Tôi đang ở Mega Grand World Hà Nội, nơi mà rất là nhiều người trong cái thời gian vừa rồi cũng đã đến đây check in chụp ảnh, và rất là nhiều gia đình để lại ghi lại những cái thời khắc lịch sử của mình, như đêm giao thừa 2024 đúng không? Và 2023 thì đã diễn ra ở đây bắn pháo hoa và kéo theo hàng 100.000 người đổ về đây, và tính đến thời điểm này đã là hàng triệu lượt người về đây mà check in chụp ảnh rồi về đây du lịch ngắm cảnh. Thực sự đây cũng là cái kênh mà đầu tư tốt, mà thời điểm hiện tại đang cái thị trường bất động sản trầm lắng thì Phú Phạm Nhật Vượng đã làm rất tốt là cái khâu kéo dòng người về đây. Như các bạn thấy, đây là ngày giữa tuần nhé, mà cái lượt người về đây như từ xe máy này và xe ô tô rất là nhiều. Bên đây tôi đang đi là vành đai 3.5, thì vành đai 3.5 ở mép khu vực đường giao này, cái đường phân này, thì rất là nhiều xe ô tô đỗ ngoài đường này và xe máy này, các bạn nhìn dập đường, thì cái lượt người ở đây nó hàng ngàn người đổ về đây. Mà ngày hôm nay là ngày thường anh em nhé, thì quý anh chị có thể là đưa người nhà người thân của mình đến đây này, chụp ảnh check in. Và đặc biệt ở đây đang cho thuê miễn, tức là không mất tiền nhé, trong vòng 2 năm và năm thứ 3 mới tính tiền. Thế thì quý anh chị quan tâm hoặc là mua những cái tài sản ở đây thì dưới 10 tỷ thì được tặng xe VF8, còn trên 10 tỷ thì sẽ được tặng VF9, và đồng thời là nếu mà chúng ta tính giả tiền mặt ấy, thì được miễn được hoàn lại là 11%. Ở đây thì nó dao động khoảng tầm 11 tỷ cho đến 20 tỷ và 30 tỷ tùy từng vị trí nhé, tùy từng căn shop house. Có những cái thương hiệu lớn như Highland rồi Trung Nguyên, quán nhậu tự do, tất cả các thương hiệu lớn đều tập trung hết ở đây. Thì quý anh chị quan tâm đến Vinhome ở Sơn Park Hưng Yên thì để lại cái bình luận bên dưới, tôi sẽ hỗ trợ quý anh chị.